Tiểu sử Bùi Tấn Trường, đẳng cấp thủ môn và những ám ảnh quá khứ. Bùi Tấn Trường sinh ngày 19 tháng 2 năm 1986 tại Đồng Tháp. Anh có chiều cao 1m90 và cân nặng là 80kg. Bùi Tấn Trường là một thủ môn chuyên nghiệp đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh được xem là người có nhiều kinh nghiệm trận mạc và chơi bóng với phong độ cực kỳ ổn định. Cầu thủ gốc Đồng Tháp nhiều lần cứu thua cho đội bóng thủ đô và được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn vào đội tuyển quốc gia. Dù từng là tuyển thủ quốc gia nhưng Tấn Trường từng có những bước trượt dài trong sự nghiệp. Mắc nhiều sai lầm khiến cho anh bị khán giả chỉ trích suốt một thời gian dài. Tuy nhiên khi anh giải nghệ rồi quay trở lại ở Hà Nội, nhiều người cho rằng anh đã tìm trốn để dưỡng già. Anh vẫn là thủ môn cừ khôi khi chiếm lấy suất bắt chính và giúp đội tuyển Việt Nam thủ đô ẵm trọn 2 danh hiệu. Sự nghiệp câu lạc bộ của Bùi Tấn Trường. Bùi Tấn Trường được phát hiện khi còn học ở Trung học cơ sở Lai Vung, Đồng Tháp. Dù chỉ mới học lớp 7 nhưng cậu bé lúc ấy đã cao 1m77 và nhanh chóng được chọn vào vị trí thủ môn. Khi thi đấu, Sở Thể dục Thể thao đã quyết định cho Tấn Trường vào đội năng khiếu. Anh ngày càng chơi tốt và là cầu thủ thường trực của câu lạc bộ Đồng Tháp trong các đội U18, U19. Mùa giải V-League 2017 là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của anh chàng. Tấn Trường trưởng thành cùng những cầu thủ như là Thanh Bình, Việt Cường, Quý Sửu. Anh chiếm lấy vị trí chủ chốt tại khung thành sau trận Hà Nội ACB. Anh chàng từng ghi danh một bàn thắng khi gặp Đồng Tâm Long An ở mùa giải. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Năm 2012, Bùi Tấn Trường được Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mua lại và thi đấu trên sân Thống Nhất. Số tiền này được anh tiết lộ lên tới 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2013, anh về thi đấu cho Becamex Bình Dương vì đội bóng cũ giải thể. Kết thúc năm 2019, anh chia tay Becamex Bình Dương sau 6 năm thi đấu cho câu lạc bộ này. Đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, anh mới gia nhập lại câu lạc bộ Hà Nội và là dự bị thủ môn số 1 của đội bóng Nguyễn Văn Công. Có cơ hội ra sân, Bùi Tấn Trường hăng say luyện tập và giành luôn vị trí chính thức của Văn Công. Anh liên tục cứu thua cho câu lạc bộ Hà Nội trong nhiều tình huống. Không chỉ có huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đánh giá cao, anh còn lọt vào mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chỉ với nửa mùa giải bắt chính, Bùi Tấn Trường đã thay đổi cả số phận và sự nghiệp của mình. Đời tư Bùi Tấn Trường. Bùi Tấn Trường có vợ là Ngọc Liên, cả hai đã cưới nhau khoảng 10 năm và có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Do anh thường thi đấu xa nhà nên bà xã một mình chăm sóc 2 con. Tại quê nhà, Tấn Trường còn sở hữu chuỗi tiệm game và internet. Trên sân bóng, anh là người khiêm tốn và lăn xả trên sân. Ngoài sân cỏ, Bùi Tấn Trường là con người có tính cách thân thiện, hòa đồng và vui tính. Anh chàng này còn có tính cách hào sảng, đúng chất Nam Bộ. Anh cũng là người có cá tính mạnh và khá gấu. Trốn nhà đi chơi bóng. Thời gian thi đấu trên nước Lào, Tấn Trường còn tham gia với vai trò tiền vệ và tiền đạo. Không chỉ bắt giỏi bóng, anh còn là một cầu thủ cừ khôi với đôi chân quá khéo léo. Chiều cao quá khổ khiến cho chân lèo khèo và phù hợp với công việc thủ môn hơn. Chàng trai cũng từng bị gia đình cấm chơi bóng do sợ té ngã gãy chân gãy tay. Anh cũng thường xuyên trốn nhà đi chơi bóng, tuy nhiên vì quá đam mê mà gia đình cũng phải chiều theo. Bùi Tấn Trường còn đam mê với việc chơi game và làm streamer. Vì vậy anh đã mở tiệm game và thi thoảng streamer những lúc rảnh rỗi. Chàng trai thích chơi nhất là Liên Minh Huyền Thoại và có nhiều video stream hài hước. Từng ăn chơi. Bùi Tấn Trường cũng từng ăn chơi theo bạn bè ngập trong men rượu và khói thuốc. Anh từng hút thuốc lá cả ngày, uống rượu như nước lã. Tuy nhiên, khi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, anh chàng đã từ bỏ hết những thú chơi xa xỉ để chuyên tâm cho bóng đá. Việc bỏ các chất này cũng đã giúp cho cầu thủ sinh năm 1986 có thêm sức khỏe và độ bền trên sân. Ám ảnh quá khứ. Tại SEA Games 25 năm 2009, đội tuyển của chúng ta đã từng thắng U23 Malaysia tại vòng đấu bảng tỷ số 3-1. Nhưng đến chung kết lại bị gặp trắc trở với trận thế giằng co căng thẳng. Thủ môn Tấn Trường dù bị thương rất nặng nhưng vẫn cố thi đấu, khiến cho U23 có cơ hội giành huy chương vàng. Về sau anh chia sẻ, Mai Xuân Hậu vô tình đá phản lưới nhà khiến cho anh không kịp trở tay. Một phần do chấn thương nên anh phản ứng chậm hơn bình thường. Đây cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của Bùi Tấn Trường, cũng là đoạn ký ức buồn của đội bóng nước nhà. Huấn luyện viên Calisto lấy tay bóp cổ Tấn Trường. Sau đó ông cũng giải thích là muốn dốc lại tinh thần cho anh, nhưng nó khá giống một sự giận dữ. Anh cũng chia sẻ anh thực sự uất ức và muốn khóc. Anh đứng lên, đi vào phòng thay đồ nhưng Calisto đã nói với anh bằng tiếng Anh, cậu phải ở lại đây và chứng kiến cảnh thất bại này. Chỉ có như thế, sau này cậu mới là một người đàn ông. Tấn Trường khóc ngay lúc ấy. Một vế đen của quá khứ khiến Tấn Trường đau buồn chính là AF Cup 2010, khi anh bắt bóng hụt khiến Việt Nam thua trận. Bùi Tấn Trường bán độ. Sau những ám ảnh của quá khứ, nhiều người có định kiến với Tấn Trường. Dù cho anh có thể bắt 10 trận sạch lưới đi chăng nữa, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ là lập tức bị quy chụp bán độ. Mới nhất là AFC Cup 2019, đội Bình Dương mà anh đang thi đấu đã thua do anh mắc quá nhiều sai lầm. Dù anh thừa nhận mình thi đấu không tốt, nhưng cái cách Bình Dương phủ mọi tội lỗi lên đầu anh và yêu cầu công an điều tra thực sự khá cay nghiệt. Bùi Tấn Trường không bán độ, đấy là điều được các cơ quan điều tra và VFF khẳng định. Những thời điểm đen tối của Tấn Trường chỉ đơn giản là những phút lơ là của thủ môn Đồng Tháp. Sau khi xuống thành phố Hồ Chí Minh thi đấu, Tấn Trường có một mùa giải ác mộng với đội chủ nhà sân Thống Nhất. Sự nghi ngờ của Sài Gòn FC với Tấn Trường bán độ xuất hiện tình huống cản phá hời hợt, thua trận 0-2 trên sân Ninh Bình. Ngay sau đó, Sài Gòn FC giao bán thủ môn này vì nghi ngờ tiêu cực, dẫn đến việc cơ quan an ninh A83 nhảy vào cuộc điều tra nghi án bán độ ở cầu thủ Sài Gòn FC. Tuy nhiên điều đó không đúng sự thật. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Tấn Trường kể rằng đó chính là điều anh cảm thấy tức tưởi bởi chỉ có duy nhất khoảnh khắc ấy được nhà báo chụp lại và công khai lên Internet. Tấn Trường cũng không ít lần giải bày đó là thời điểm anh không cản được pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp và anh không bán độ. Tuy nhiên chỉ vì khoảnh khắc đó anh đã sống trong 14 năm với cái mác bán độ. Anh có thể bắt 10 trận đi chăng nữa thì chỉ cần một lỗi lầm mắc lỗi, người ta lập tức quy chụp ngay cho Tấn Trường tội bán độ.